Hi, xin chào các bạn, vẫn là câu nói quen thuộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với công ty Đại Kinh Bắc. Thì trong video ngày hôm nay, Toàn sẽ chia sẻ đến các bạn một dòng hộp số giảm tốc Cyclo, hay còn gọi là hộp số đĩa Cyclo. Thì để biết thêm chi tiết về cái dòng hộp số này nó như thế nào và nó có model gì, thì mời các bạn hãy cùng Toàn xem chi tiết đoạn video sau đây nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Và đây là hộp số Cyclo mà mình muốn nói đến với các bạn ở đoạn đầu video. Hộp số Cyclo của chúng ta thì nó có model là BWD63-121-5.5 như các bạn đang được quan sát thấy ở phần tem của hộp số. Và nó được hỗ trợ lắp cho động cơ có công suất là 5.5 kW và tỷ số truyền là 1/121. Các bạn có thể thấy ở đây là hộp số của chúng ta được chia làm hai phần tương ứng với hai đĩa Cyclo, hay còn gọi là hộp số dạng 2 cấp. Thì đối với hộp số Cyclo, tỷ số truyền từ 1/99 trở lên thì nó là dạng double ray, hay còn gọi là hộp số 2 cấp. Và hộp số BWD63-121 này thì nó hỗ trợ cho động cơ 5.5 kW. Thì các bạn thấy được ở đây là nó có đường kính lỗ cốt vào là 38mm, tương đương với trục cốt của động cơ có công suất là 5.5 kW. Và tiếp đến các bạn có thể quan sát thấy được là phần bên hông hộp số nó có một cái đường ống như thế này. Thì cái đường ống này là lượng dầu trong hộp số nó sẽ chảy qua cái đường ống này. Nhà sản xuất họ thiết kế như thế này để giúp chúng ta có thể quan sát và biết được là mức dầu ở trong hộp số nó đang ở mức như thế nào. Và nếu như mà tình trạng mà trong cái ống này cái lượng dầu nó thụt giảm xuống thì các bạn biết được là hộp số nó đã tiêu hao đi cái lượng dầu. Và chúng ta nên châm dầu để đảm bảo cho hộp số của chúng ta được bôi trơn và vận hành một cách tốt nhất. Thì đó là về cái phần dầu của hộp số. Tiếp đến chúng ta nói đến về cái phần thông hơi. Thì các bạn thấy được ở đây nó có một cái nhà sản xuất họ bố trí ở phần đỉnh của hộp số, nó có một vài cái nút. Thì chúng ta sẽ thay cái nút đó bằng một cái nút thông hơi, để trong quá trình mà hộp số của chúng ta nó hoạt động thì lượng hơi nó sẽ được giải thoát ra bên ngoài, đảm bảo độ bền cho hộp số. Còn đây là trục cốt của hộp số BWD63. Thì các bạn đang quan sát thấy thì đường kính trục cốt của nó đạt là 100mm. Đó về đường kính của trục cốt. Còn về then của hộp số thì chiều rộng của then thì nó là then 30. Như các bạn đang quan sát ở trên thước đo thì nó là then 30. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thêm một chút về các ký tự trên tem của hộp số để chúng ta biết được nhà sản xuất họ quy ước các ký tự đó như thế nào. Thì về BWD, W ở đây là nó quy ước cho kiểu lắp chân đế, và BL chính là quy ước cho kiểu lắp mặt bích. Tiếp đến là về ký tự D, thì ký tự D này nó sẽ nói đến về hộp số có thể lắp động cơ rời. Còn nếu như nó là BWI thì các bạn sẽ biết được đó là hộp số gắn động cơ liền, tức là nó liền hộp số giảm tốc, động cơ liền hộp số giảm tốc. Và 63 chính là model của nó, còn 121 là tỷ số truyền mà nhà sản xuất quy ước. Thì đó chính là về cái thông số của hộp số mà mình muốn chia sẻ đến các bạn trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video ngày hôm nay, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo về sản phẩm động cơ giảm tốc. Và mọi thông tin chi tiết khác, các bạn vui lòng liên hệ đến website công ty Đại Kinh Bắc.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.